đây tròn 4 năm khi dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai được Quốc hội chính thức thông qua, đất ở khu vực quanh sân bay bắt đầu tăng giá từ tháng 1 năm 2018, khi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành được chính phủ phê duyệt thì giá đất bước vào thời kỳ tăng nóng, nhất là trong vòng nửa tháng qua khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thể điều chỉnh giới hành chính để phục vụ dự án sân bay Long Thành chính thức được công bố thì bất động sản khu vực này lại lên cơn sốt. Khoảng 3 năm trước giá đất tại đây chỉ vài trăm ngàn đồng trên 1 mét vuông, đất gần mặt đường nhựa chỉ gần 1 triệu đồng trên 1 mét vuông. Tuy nhiên hiện nay, giá đất lại tăng lên cả chục lần, dao động từ 1,3 đến 1,4 tỷ đồng trên một lô, tương đương với 100 mét vuông, có nơi lên đến 1,6 tỷ đồng trên một lô. Tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện cho biết, trong vài tháng gần đây, văn phòng tiếp nhận gần 2.800 hồ sơ xin chuyển nhượng đất, trong đó riêng tháng 5 là gần 1.600 hồ sơ, tăng gấp 1,5 lần so với những tháng trước đó.